Xin thân chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục với xương kỳ lần thứ 71. Nếu trong lúc nghe các bạn vui lòng cho biết cái chất lượng hình ảnh và âm thanh, nếu nó có vấn đề gì thì xin vui lòng báo tin cho tôi biết. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta bắt đầu cái xương kỳ thứ 71 trong cái giờ lúc mọi người bắt đầu ăn trưa và nghỉ trưa. Thì xin cáo lỗi các bạn. Hôm nay cái cảnh quan của chúng ta nó cũng có một chút cái thay đổi, bởi vì trong phòng làm việc phải có dời đổi một số các cái dụng cụ, ha, bàn ghế, cho nên là đôi khi bây giờ cái cảnh hôm nay nó hơi khác so với mọi khi. Rồi, cảm ơn các bạn đã cho biết là âm thanh của mình có thể là đã nghe tốt, thì xin phép cho tôi tiếp tục. Thì hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2018 và cái buổi xương kỳ lần thứ 71 này, tôi xin phép dành ra một cái chủ đề mà đôi khi nghe sơ qua thì nó hơi có vẻ linh tinh. Tất nhiên trong phòng làm việc thì ai cũng phải để bàn, để ghế. Thì trong cái phòng mà chúng ta làm công việc tham vấn và trị liệu thì chắc cũng phải có bàn, có ghế. Thì hôm nay tôi không nói về những chiếc bàn ở trong phòng làm việc, không nói về tủ, về kệ, về tranh ảnh. Mấy cái đó thì thực sự ra tính ra nó là phụ kiện thôi. Còn những chiếc ghế thì sao? Những chiếc ghế chắc có lẽ là cái nơi mà nó sẽ là định vị cho những cái con người là ngồi ở đâu nha. Tại vì người ta xuất hiện ở đâu, người ta ngồi ở đâu thì nó tương thích với lại cái vị trí của cái chiếc ghế đó. Và chiếc ghế ở trong phòng làm việc của cái nhà tâm lý trị liệu hay là cái chuyên viên tham vấn nha, bao gồm luôn cả những cái chiếc ghế dành cho thân chủ của họ, thì nó là những cái trang bị mà có thể nói là thiết yếu và cũng có thể là nó quan trọng ở trong cái quá trình làm việc. Bởi thế cho nên cái dụng cụ ở trong phòng làm việc hôm nay ta nói đến đó là những cái chiếc ghế. Và nếu mà chúng ta tập trung để mà hiểu về cái ý nghĩa của nó thì sau này trong một cái phòng làm việc mà không có ghế thì chúng ta cũng sẽ hiểu thêm cái tinh thần không thay đổi, dù là bài hôm nay ta nói về những chiếc ghế. Tiêu đề của ngày hôm nay đó là nói về những chiếc ghế ở trong cái phòng trị liệu tâm lý. Chữa trị nha khoa thì cái ghế nha khoa nó khác. Cái ghế trong phòng chữa trị y khoa của bác sĩ ngồi khám bệnh nó khác. Cái ghế của phòng giám đốc làm công việc hành chánh nó khác. Khi mà nói về những chiếc ghế thì chắc là mình sẽ phải cho một cái định nghĩa về chiếc ghế là gì. Thì tôi hay định nghĩa vui đó là một cái mặt phẳng nó đôn cao lên trên so với mặt đất, sao cho vừa tầm với lúc mình ngồi xuống thì mình chạm vào cái ghế để mình giữ được cái tư thế ngồi. Thì cái nào mà làm được chức năng đó đó thì mình gọi đó là cái ghế. Và tôi hay có cái định nghĩa ngược ngạo như vậy. Thì nếu như trong trường hợp mình phát hiện ra một số cái nó không phải cái ghế mà mình làm được cái động tác ngồi thì chắc nó cũng bao hàm được cái nghĩa của những chiếc ghế. Rồi ta lại quay trở lại với cái điều mà người ta hay để những cái chiếc ghế trong phòng làm việc. Tôi xin phép lùi xa hơn về mặt lịch sử, về mặt thời gian, để chúng ta trở lại với cái khoảng thời gian lúc mà bắt đầu có những cái hoạt động trên thế giới mà người ta gọi đó là tâm lý trị liệu. Thì chắc là những cái nhà trị liệu xa xưa nhất, đầu tiên nhất, nếu ta không kể những cái cách thức hỗ trợ tâm lý hay là hỗ trợ y khoa mà có trước đó với nhiều hình thái khác nhau, chỉ khi bắt đầu nói về cái hình thái tâm lý trị liệu theo kiểu hiện đại, theo cái kiểu mà chúng ta có thể quy chuẩn để định nghĩa được đó, thì chắc có lẽ những nhà tâm lý trị liệu đầu tiên đó là những nhà phân tâm, mà cái vị cha đẻ của cái thuật làm việc đó đó là Sigmund Freud. Vào cái thời kỳ đó chúng ta cũng thường nghe nói đến một cái loại vật trang bị nó nửa giống như cái giường, nửa giống như cái ghế mà ta gọi là chiếc trường kỷ hay là chiếc ghế dài. Thực sự ra ai đó mà nằm ở trên hoặc là ngồi ở trên cái thiết bị như vậy đó, cái vật đó đó, thì ở trong cái tư thế là nửa giống như nằm mà nửa giống như ngồi. Nửa giống như nằm là vì sao?
vì cái cơ thể người ta buông thả thư giãn và hai chân nó để hẳn lên trên cái trường kỷ đó. Nhưng mà lại nói là nửa giống như ngồi, bởi vì cái phần lưng ấy, nó không có suôn thẳng ra trên cái bề mặt nằm ngang, mà phần lưng với đầu ấy, nó tạo với cái phương nằm ngang một cái góc chết thông thường là khoảng 30 đến 45 độ. Thì cái hình ảnh của cái chiếc trường kỷ đó gắn liền với cái thuật làm việc trong cái trường phái phân tâm mà của thời kỳ đầu là khi cha đẻ Sigmund Freud áp dụng cái thuật làm việc đó. Và khi đó thì cái người bệnh nhân hay là cái người thân chủ đó, thì người ta nằm dài ở trên cái chiếc trường kỷ đó. Và đây là cái hình ảnh mà trên mạng internet các bạn cũng có thể thấy. Nó gần như, nó giống như là một chiếc giường có phủ khăn, có gối kê nha. Và ở trên cái phần đầu đó thì được nâng cao hơn, để cho cái người mà nằm trên đó đó thì có thể duỗi tay chân, nhưng mà cái đầu và lưng đó thì lại chết so với cái phương nằm ngang. Và nếu chúng ta sẽ nhìn về cái vị trí làm việc của cái nhà phân tâm ngồi ở đâu, chúng ta thấy là đây, Sigmund Freud, ổng ngồi ở phía đầu. Ổng ngồi phía đầu. Chúng ta sẽ thấy ổng ngồi phía đầu, còn cái vị trí mà cái đầu của cái người bệnh hoặc thân chủ nằm ở phía bên trường kỷ. Như vậy thì nhà phân tâm ngồi ở cái phía khuất khỏi tầm mắt của thân chủ nha. Đương nhiên là Sigmund Freud ngồi trên cái ghế bành như thông thường, còn cái người bệnh nhân hoặc là cái thân chủ thì nằm ở trên cái chiếc trường kỷ, và nhà phân tâm như Freud thì ngồi ở vị trí khuất khỏi tầm mắt của thân chủ nha. Người ta làm cái vị trí như vậy đó để nó tương thích với cái loại lý thuyết về phân tâm trong thời kỳ đầu, là khi mà thân chủ nằm yên như vậy ở trong cái vị thế thư giãn như vậy thì người ta có thể làm một cái công việc gọi là liên tưởng tự do. Với vì lý thuyết phân tâm như thực chất tất cả chúng ta đều đã biết, tôi không cần phải nhắc lại, đó là trong thuật phân tâm cổ điển thì cái việc làm mà phân tích tâm lý nó diễn ra theo cái cách với một cái kỹ thuật gọi là liên tưởng tự do. Thì trong đầu của thân chủ xuất hiện những cái hình ảnh gì, những cái ý tưởng gì, những cái sự vật gì thì anh ta có thể phát biểu nó ra dưới dạng ngôn ngữ, những cái khái niệm về ngôn ngữ, những cái từ rời rạc. Còn nhà phân tích tâm lý đó, thì giống như một cái tấm bình phong trống trơn, không có như là một con người đang đối thoại, mà ở đó như là một cái tấm màn trắng để cho cái những cái biểu tượng, những hình ảnh, những ý niệm gì đó khởi lên trong tâm trí của bệnh nhân thì có thể phóng chiếu lên trên cái tấm màn trắng đó. Và cái kỹ thuật phân tâm ấy, nó sẽ giúp cho nhà phân tâm có một cái động thái ấy, là tìm cách nối kết những cái khái niệm biểu tượng đó với lại những ý nghĩa có thể có. Thì tôi không lặp lại cái lý thuyết rườm rà của phân tâm học, bởi vì chúng ta đều đã biết. Chúng ta chỉ nói về hình ảnh của một cái chiếc trường kỷ như là một cái vật không thể thiếu trong cái phòng làm trị liệu của cái nhà phân tâm. Tất nhiên nhà phân tâm mà chúng ta đang đề cập ở đây, những cái người mà sử dụng cái chiếc trường kỷ đó, đó là những cái nhà phân tâm cổ điển. Khi mà có những cái trào lưu cách tân về lý thuyết phân tâm, đã có những cái cải biên quan trọng ở trong cái kỹ thuật làm việc về tâm lý trị liệu theo trường phái phân tâm, thì những cái trào lưu sau này, những học thuyết sau này, những tác giả sau này, người ta bỏ dần cái ghế trường kỷ và chuyển thân chủ từ cái vị thế đang nửa nằm nửa ngồi đó chuyển sang vị thế ngồi. Và cái nhà phân tâm thay vì ngồi khuất tầm nhìn của thân chủ thì có thể ngồi ở vị trí mặt đối mặt, giống như tất cả những cái kỹ thuật làm việc mà ta thấy hiện nay. Đây là cái hình ảnh của những cái ghế mà nếu làm tâm lý trị liệu theo kiểu phân tâm hay là theo kiểu những trào lưu, những cái trường phái khác nhau hiện nay, nếu nhà trị liệu tiếp một cá nhân thân chủ thì chỉ cần một ghế bên này và một ghế bên kia. Điều quan trọng là chúng ta sẽ thấy đó là những cái chiếc ghế này để đối diện với nhau. Ta cũng trước khi chia tay của câu chuyện nói về chiếc trường kỷ của Sigmund Freud đó, thì ta cũng nên bàn với nhau vài cái câu hỏi nhé.
Câu hỏi thứ nhất đó là thực sự cái ghế trường kỷ nó có tác dụng gì không? Nó có phải là một phương tiện bắt buộc hay không? Cũng có thể người ta phân tích ra để thấy đó, chứ cái trường kỷ có thể mang lại một cái tư thế thư giãn, một cái tư thế đỡ phải chống chọi về mặt cơ thể, đỡ phải gồng cơ, đỡ phải có những cái gì đó nó hóa giải, giúp cho thân chủ hóa giải những cái căng thẳng. Và trong tư thế thư giãn đó, đó thì thân chủ có thể làm được cái một số những cái phát biểu mà nó phù hợp với kỹ thuật liên tưởng tự do, hoặc là bớt đi cái sự chống cự mà nhà phân tâm thì thường thường người ta muốn tránh cái phản ứng chống cự này. Cũng có thể là chiếc trường kỷ này nó giúp thêm một vài điều gì đó, nhưng mà liệu nó có thật sự mang lại hiệu quả để giúp cho một sự thay đổi nào đó nơi thân chủ hay không, thì câu hỏi đó nó vẫn còn để như vậy. Người ta còn có một số tài liệu nói rằng khi mà Sigmund Freud đó bắt đầu cái giai đoạn mà là ứng dụng kỹ thuật liên tưởng tự do, thì đôi khi ông ta còn bước đến đặt tay lên cái trán của người bệnh như thể là đang làm một cái nghi thức, là tạo một cái pressure, một cái áp lực gì đó trên đầu óc của thân chủ nhé. Có một số cái tài liệu nó có ghi thêm cái điều như vậy nữa, nhưng mà thường thì cái nhà phân tâm chỉ ngồi khuất ở phía sau cái tầm nhìn của thân chủ thôi. Thế thì ngoài những cái nhà phân tâm trong thời kỳ đầu thì người ta thấy rằng người ta đã bớt dần cái cách sử dụng chiếc ghế trường kỷ, và như bây giờ đó nó chỉ còn là một cái thứ ký ức nào đó, một cái vật lưu niệm thôi. Đó đây, ở một số nơi người ta vẫn còn áp dụng cái kỹ thuật phân tâm cổ điển theo kiểu thời kỳ của Freud. Thì đôi khi chúng ta đi chỗ này chỗ khác trên thế giới có thể sẽ thấy việc sử dụng cái chiếc ghế trường kỷ nó còn. Ở Việt Nam thì chưa có ai thực sự được đào tạo về phân tâm học theo cái nghĩa là một cái đào tạo một cách đầy đủ để có thể áp dụng cái kỹ thuật phân tâm. Và theo tôi được biết thì ở một số nơi Việt Nam cũng có cái cách nào đó cũng làm cái chiếc giường hay chiếc ghế trường kỷ như vậy, nhưng mà tôi biết rõ là người ta không có làm phân tâm theo đúng như vậy, bởi vì kỹ thuật phân tâm mới đó người ta không cần dùng cái trường kỷ đó nữa. Nói như vậy để cho chúng ta hình dung là nếu mà mình sử dụng ở trong một cái phòng làm việc có một cái ghế trường kỷ theo kiểu như vậy để làm thư giãn, để làm thôi miên thì thôi, mình không có cần phải bàn cãi gì ở đây. Còn cái thuật phân tâm cổ điển thì theo tôi, nếu mà có cái sử dụng theo cái kiểu như vậy đó thì chúng ta nên bình tĩnh để xem lại. Còn nếu áp dụng những cái kỹ thuật hay là phương pháp làm việc mới theo những cái trào lưu trường phái mới sau này thì chiếc ghế trường kỷ đó nó cũng không cần. Tôi nghĩ là một số trường hợp đặc biệt để cần phải xoa dịu, phải thư giãn thì có thể sử dụng, còn nó không nên sử dụng theo cái nghĩa là làm phân tập giống như cái thời kỳ của Sigmund Freud nữa. Ta tạm gác cái câu chuyện về chiếc ghế trường kỷ để nói về những cái chiếc ghế thông thường. Chúng ta vẫn thường thấy là trong những cái phòng tham vấn hoặc tâm lý trị liệu, ở đây là trong cái hình mà tôi đưa cho các bạn xem đó, thì nó tương đối là đơn giản nha. Những cái trang thiết bị ở trong phòng nó không đến mức là nó quá tốn kém. Giả sử như ai đó có thói quen tiếp thân chủ theo kiểu cá nhân và mình quen làm việc với cái cá nhân của mình, tức là ta chỉ cần một ghế của nhà trị liệu và một ghế của thân chủ. Ở đây khi mà nhìn vào tấm hình này, tôi có vài điều muốn trình bày những cái ý cơ bản nha. Thứ nhất, các bạn sẽ thấy là những chiếc ghế này hoặc nó để đối diện nhau, hoặc là nó để hơi chếch một chút, hơi chếch nghiêng một chút xíu, để trong một số trường hợp thì có thể người ta cần phải tránh một cái nhìn trực diện từ phía thân chủ với nhà trị liệu trong một số trường hợp. Cho những người cảm thấy nó thoải mái hơn, an toàn hơn nếu mà mình ngồi nó không hẳn là đối diện mà mình ngồi chết khoảng từ 30 đến 45 độ nha. Và người ta thường không có để hai chiếc ghế nó cạnh nhau hoặc nó song song với nhau nha. Người ta cần phải có một cái tư thế mặt đối mặt để nó thực hiện một cái cuộc đối thoại. Chúng ta lại nhìn lại một lần nữa để thấy rằng giữa hai chiếc ghế
ở giữa hai chiếc ghế nó không có cái bàn bureau hoặc là những cái vật nào khác để che chắn. Nó hơi làm cho người ta sẽ phải thấy nó hơi trống trải nếu mà mình không quen. Bởi vì giữa nhà trị liệu, nhà thăm vấn với lại cái ghế của thân chủ phía bên kia đó, nó cần phải hiện ra những con người không có bị che chắn. Nếu có những cái tủ, có những cái bàn hoặc là những vật dụng nào khác ở trong phòng thì nó nên nằm về một bên chứ nó không nằm ở giữa. Đây là cái điều nó rất khác biệt so với lại những cái bàn bureau khi ta tiếp xúc với nhau qua cái không gian làm việc về mặt hành chánh. Nó không giống như cái bàn khám bệnh của bác sĩ, trong đó có thể bác sĩ ngồi một bên, bệnh nhân ngồi chéo một bên. Nó không giống như là cái bàn làm việc của giữa thủ trưởng với nhân viên. Nó là những cái con người mà phải đối thoại với nhau trong một cái khung cảnh là có đối thoại tương đối bình đẳng, mặt đối mặt. Vì thế chiếc ghế của nhà trị liệu và chiếc ghế của thân chủ thì không nên có những cái vật che chắn ở giữa, không có những cái bàn hay cái tủ nào khác nằm ở giữa. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì ta lưu ý thêm một cái điều thứ ba muốn nói. Nó luôn luôn nó có một cái khoảng cách. Nó luôn luôn nó có một cái khoảng cách vừa đủ gần để cho người ta có thể đối thoại, vừa đủ gần để người ta có thể thực hiện những cái tương tác bằng lời hoặc là thấy được những cái cử điệu không lời. Nhưng mà luôn luôn có một cái khoảng cách vừa đủ xa để không có những cái xúc chạm cơ thể không cần thiết. Trừ những trường hợp làm những cái can thiệp mà người ta cần có những cái xúc chạm, thì tôi sẽ nói trong những cái chương kỳ khác. Thì nói chung trong những cái phiên làm việc giữa nhà tham vấn hoặc là nhà tâm lý trị liệu với thân chủ thì người ta không cần đến những xúc chạm về cơ thể. Thậm chí đôi khi nó là những cái ràng buộc, những cái quy định là không phải phép nếu nó xảy ra cái chuyện như thế. Ngoại trừ cái việc người ta có thể cúi người tới một chút xíu thì người ta có thể bắt tay. Vì bắt tay là một cái chuyện xã giao thông thường, có thể chấp nhận được ở cả những cái người xa lạ với nhau. Thì người ta nói là những cái khoảng cách về cơ thể mà nó vừa đủ gần đó, thì là nếu mình dang cái cánh tay ở hai phía ra thì hai cái đầu ngón tay hai phía nó không chạm nhau. Nhưng mà hơi cúi người tới phía trước nữa thì vừa tầm cho một cái bắt tay. Như vậy là cái khoảng cách đó là một cái khoảng cách an toàn và hợp lý về mặt tâm lý. Thực sự ra nếu mà chúng ta hỏi với nhau là những cái chiếc ghế mà để trong phòng làm việc nó nên là những cái chiếc ghế dài, nó không phải là trường kỵ mà nó là những cái sofa, những cái ghế dài hay là những cái chiếc ghế bành rời, thì cái nào nó tốt hơn? Chúng ta vẫn thường thấy là có nhiều cái văn phòng tham vấn hiện nay, nhiều cái phòng mà làm tâm lý trị liệu hiện nay vẫn thường để có cả những cái chiếc ghế bành để rời lẫn những cái chiếc ghế sofa, tức là có nhiều chỗ ngồi trên một chiếc ghế nha. Chỉ các bạn thấy trong hình ảnh nha. Chỉ câu hỏi được đặt ra là cái chiếc ghế nó rời, mỗi người ngồi một ghế, hay là cái chiếc ghế sofa đó có nhiều chỗ ngồi trên một cái ghế, thì cái nào nó cần hơn? Thì ở đây chúng ta cần phải đặt ra một cái câu hỏi. Chiếc ghế đó nó có đơn thuần là để ngồi đơn thuần hay không, hay là nó còn cái tính năng gì khác? Mỗi một cái chiếc ghế đó, nếu là một cái chiếc ghế rời thì nó tượng trưng cho vị trí của một người. Nếu giả sử như chúng ta làm cái tâm lý trị liệu cá nhân, làm tham vấn cá nhân, thân chủ đến có một người thôi, thì giả sử người ta có ngồi trên cái ghế sofa hay là ngồi trên cái chiếc ghế bành rời đó, thì cái chiếc ghế đó nó cũng tượng trưng cho vị trí của một người. Giả sử như trong phòng làm việc lúc đó chúng ta tiếp một cặp đôi, thì cái cặp đôi đó nó nên ngồi trên chiếc ghế sofa hay là nên ngồi trên hai cái chiếc ghế rời? Nhà trị liệu nên ngồi trên chiếc ghế rời hay nên ngồi trên chiếc ghế sofa? Nếu ai đó mà nghe tôi trình bày thì cũng tưởng như là mình chấp nê những cái thể thức nó không cần thiết như vậy. Nhưng mà giả sử như chúng ta để ý một chút, chúng ta thể tưởng tượng xem coi, nếu một cặp đôi đó đến với chúng ta trong một cái tâm thế người ta đang không muốn ngồi gần, mà chúng ta mời cái cặp đôi đó ngồi trên một cái chiếc ghế sofa chỉ có hai chỗ thôi mà nó rất là sát nhau,
Thì khi ngồi xuống đó, có một số những cái tâm trạng nào đó nó không thoải mái nó xuất hiện. Đến một hồi nào đó ta tiếp một cái cặp đôi có thêm cái đứa con nhỏ nữa. Nếu chúng ta không có đầy đủ những chiếc ghế rời, nếu như đứa con nó không muốn ngồi giữa vào hoặc là ngồi cùng cái băng ghế với cha mẹ, nó cần đến một chiếc ghế rời, thì lúc đó nó ngồi ở đâu? Làm sao để cho mỗi người khi mà người ta tìm thấy một cái vị trí nào đó mà người ta muốn ngồi thì người ta có thể tìm thấy một chiếc ghế rời. Tôi đang nói đến những cái thể loại làm việc, ví dụ như khi ta tiếp một cặp đôi, khi ta tiếp một nhóm người hoặc khi ta tiếp một gia đình. Lúc bấy giờ cái số những cái chiếc ghế đó mà ở dạng ghế rời đó thì hình như nó sẽ giúp cho cái nhóm người đó hoặc là giúp cho nhà trị liệu đó có được một cái sự bố trí những cái không gian làm việc có tính hợp lý hơn. Hợp lý ở chỗ mỗi một thành viên ở trong cái nhóm người mà đến làm tâm lý trị liệu hoặc là đến làm tham vấn, mỗi thành viên đó có cái quyền chọn cái ghế và cái vị trí đặt ghế để cho mình ngồi. Cái thứ hai đó là nhà trị liệu đó tùy nghi theo cái cách ngồi của cái nhóm người đó, của cái các thành viên của gia đình đó mà người ta có trong trí một hình ảnh mang tính ẩn dụ. Theo cái nghĩa là cái vị trí ngồi của ai, nằm ở chỗ nào, gần với ai, xa ai, hướng ngồi thế nào thì nó gợi ý cho mình một số những cái ấn tượng ban đầu về cái mô hình tương tác hay là cái vị thế giữa những cái con người đó với nhau. Khi ta làm việc nhóm, làm việc với cặp đôi hoặc làm việc với một gia đình, những cái chiếc ghế để rời nó cho phép ta có một số những cái công dụng nhất định. Nó tiện lợi cho cả phía nhóm người thân chủ lẫn nó giúp cho cái nhà tâm lý trị liệu hay là nhà tham vấn có được một cái ấn tượng, một cái cách nhìn về cái gia đình ấy, về cái mô hình tương tác, một số những cái biểu tượng mà mang cái tính ẩn dụ về cái mối quan hệ tương tác giữa những cái thành viên đó với nhau. Nếu như chúng ta bố trí những cái ghế sofa hoặc là những băng ghế dài giống như một số các văn phòng hoặc là phòng khám hiện nay đang bố trí thì tự nhiên chúng ta bị mất đi một số những cái tính năng như vậy. Về cái cách nào đó ở trong đời sống thông thường cũng như là trong môi trường làm việc, chúng ta sẽ thấy đó, mỗi cái ghế nó tượng trưng cho một cái vị trí. Và nếu như có ai đến sử dụng cái chiếc ghế đó đó thì người ta cũng tìm một cái không gian nó có tính hợp lý sao cho nó tương thích với cái vị trí mà ở cái không gian đó người ta muốn con người của mình thể hiện ra. Có một cái gần như một cái quy ước, một cái điều mà nó có tính nguyên lý, đó là khi ta bố trí những chiếc ghế đó để cho bản thân nhà nhà trị liệu cũng như là những thành viên của thân chủ đến để ngồi thì về mặt nguyên tắc chúng ta nên để những cái chiếc ghế nó giống nhau. Giống nhau về mặt kích thước, giống nhau về mặt thể loại, giống nhau về cũng có thể là màu sắc. Và nó đừng nên nó có những cái chi tiết hoặc là những cái tính năng nào khác làm nên những cái khác biệt giữa ghế này với ghế kia. Trừ một số trường hợp nếu có những cái trẻ nhỏ đi cùng với cha mẹ chẳng hạn. Lúc đó chúng ta có thể có thêm những chiếc ghế nó hơi có tính khác biệt dành cho trẻ nhỏ, hoặc nếu cần đối với một số người cao tuổi hoặc là cái người bệnh chẳng hạn. Nếu chúng ta tiếp cái gia đình đó trong một cái không gian ở bệnh viện mà có một cái người đang yếu sức chẳng hạn thì cái ghế dành cho cái người lớn tuổi hoặc người yếu sức đó có thể nó hơi đặc biệt so với những cái ghế khác để cho người đó có thể ngồi vừa thoải mái mà vừa có thể làm việc và nghỉ ngơi, nó không có quá căng thẳng, nó không có quá là làm cho người đó phải ở trong cái bầu khí làm việc nó căng thẳng. Khác với cái cách làm việc của những nhà phân tâm trong thời kỳ đầu, người ta hay để thân chủ ở trên cái chiếc ghế trường kỷ với một cái cơ thể ở trong tư thế rất thư giãn. Khác với thời kỳ đó, những trào lưu làm tâm lý trị liệu sau này luôn luôn những cái cuộc nói chuyện
giữa nhà trị liệu với thân chủ luôn luôn nó ở trong một cái bầu không khí làm việc, nó không hoàn toàn thư giãn. Những cái ghế luôn luôn để thân chủ và nhà trị liệu trong tư thế ngồi, và cái vị trí ngồi đó đó nó vừa làm cho người ta có thể phần nào đó thoải mái nhưng mà không hoàn toàn có cái tư thế thư giãn. Vì thế khi ta quay trở lại nói với nhau về cái cách bố trí những cái chiếc ghế rời khi ta tiếp với cặp đôi, gia đình hoặc là nhóm người nha, thì ta phải lưu ý tới chuyện đó. Trừ trường hợp đó là những đứa trẻ, người già, người bệnh hoặc là những người khuyết tật về mặt cơ thể thì chúng ta có thể sử dụng các cái ghế nó hơi đặc biệt. Còn các ghế ngồi thì nó nên có một cái gì đó nó đồng bộ giữa nhà trị liệu với lại các thân chủ. Và đương nhiên, cho dù là nhiều ghế, chúng ta vẫn có một nguyên tắc chung, đó là không có cái gì che chắn giữa những chiếc ghế với nhau. Nếu có những chiếc bàn để những cái vật dụng, ví dụ như là ly nước, bình hoa hay là vật trang trí gì khác, thì nó nên nằm về một bên, một phía, chứ nó không nằm chèn giữa những chiếc ghế và những cái người ngồi chiếc ghế. Trên chiếc ghế đó có thể mặt đối mặt với nhau. Ngay cả trong một nhóm hoặc là tiếp một gia đình thì không có một ai, không có một chiếc ghế nào nằm lọt ra ngoài tầm mắt của những người khác. Mọi người khi nhìn xung quanh đều có thể thấy nhau. Nhà trị liệu có thể nhìn thấy tất cả các thành viên trong gia đình của thân chủ, tất cả các thành viên trong nhóm. Và ngược lại, tất cả các thành viên trong gia đình và tất cả các thành viên trong nhóm cũng đều có thể nhìn thấy mặt nhau và nhìn thấy mặt của nhà trị liệu. Nếu chúng ta bố trí một cái bộ bàn ghế, tuy rằng nó tốt và nó đẹp, nhưng mà nó tạo ra những cái nếp gãy góc. Ví dụ như là một cái bộ sofa ở một cạnh tường, còn một số cạnh tường nào khác thì có những cái chiếc ghế rời, thì đôi khi có những vị trí, có những thành viên ngồi bị khuất khỏi tầm nhìn của những thành viên khác. Ví dụ như khi một cặp đôi hay là một người cha, người mẹ ngồi với một đứa con ở trên cùng một chiếc ghế sofa, thì họ ở vào trong tư thế ngồi song song. Lúc bây giờ họ muốn nhìn nhau thì họ phải quay lại, họ nhìn. Trong khi đó, bố trí những chiếc ghế rời theo hình vòng cung thì đó là cái cách bố trí nó hợp lý nhất trong cái không gian làm việc. Còn khi mà thân chủ có một cái cá thể nào đó, có một cái thành viên nào đó thấy khó chịu hoặc là thấy cần phải xê xích cái ghế của mình, họ sẽ làm cái động thái đó. Và cái động thái làm xê xích cái ghế ngồi đó đó là một cái phát biểu không lời báo cho những thành viên khác và báo cho nhà trị liệu biết đó, tôi cần phải điều chỉnh để tôi thấy thoải mái hơn. Rồi một chút nào đó, một cái lần nào đó sau đó, cái sự điều chỉnh của những cái chiếc ghế để nó trở nên gần hơn, để nó trở nên có thể xoay mặt lại với nhau hơn, thì nó cũng là một cái ý nghĩa nhất định, như là một cái phát biểu không lời. Còn những chiếc ghế bành quá nặng nề, những chiếc sofa quá hiện đại, quá tốt đẹp, nó lại không giúp ta làm cái tính năng như vậy. Vì thế, theo tôi, nếu mà trong phòng làm tâm lý trị liệu thiên về làm cặp đôi, làm nhóm hoặc là làm gia đình, thì chúng ta nên để những chiếc ghế rời mà nó có cái tính di chuyển nhẹ nhàng để cho các thành viên đó có thể phát biểu không lời qua những cái tình thế như vậy. Rồi chúng ta cũng sẽ thấy đi xa hơn. Không phải lúc nào làm tâm lý trị liệu cũng phải ngồi ghế. Hãy xem coi người ta có sử dụng ghế trong trường hợp này không. Một nhà trị liệu khi làm việc với một đứa trẻ, ông ta ngồi ở dưới sàn nhà, ông ta cũng để những cái vật dụng cho cái đứa trẻ nó làm việc ở trên sàn nhà, ngồi trên đất. Trong các cái trường hợp này người ta không có dùng ghế. Người ta có thể làm việc với đứa trẻ ở trên cả những cái chiếc bàn hoặc là ghế nhỏ, nhưng mà đa phần những cái đứa trẻ còn rất nhỏ thì người ta hay làm việc ở trên sàn nhà. Các bạn cũng có thể nhìn xem coi liệu là những cái chiếc ghế nó có cần thiết hay không khi mà người ta làm việc với khay cát chẳng hạn. Ví dụ như đây, một nhà tâm lý trị liệu làm việc với đứa trẻ khi nó chơi và tạo cảnh chơi trên khay cát, có thể là đang ngồi trên một cái bệ cao, có thể ngồi trên những cái chiếc ghế súp, ghế nhỏ, hoặc là ngồi trên nền đất để làm những cái công việc như vậy.
Nếu chúng ta có một cái nhóm nhóm vị thành niên, nhóm những người trẻ, hoặc là nhóm những đứa trẻ lớn ở tuổi cấp 1 chẳng hạn, mà làm việc ở trên sàn đất, cũng có những cái cách đề nghị của những nhà tâm lý trị liệu. Người ta thay vì để những chiếc ghế thì để những cái chiếc gối nhỏ giống như kiểu ngồi của người Nhật. Trong đó mỗi cái chiếc gối nhỏ như vậy tượng trưng cho một cái vị trí, nó giống như là cái chiếc ghế. Lúc đó cái tính năng dùng để ngồi hay là đại diện cho một vị trí đó, nó trở nên quan trọng hơn. Chứ còn bản chất chiếc ghế đó, nó là cái ghế như thế nào, nó không quá quan trọng. Ở trong một cái không gian mà nó trống trải, với một cái sàn đất được sạch, được bố trí sạch sẽ, với những cái chiếc ghế gối nệm để cho mỗi thành viên là một đứa trẻ hay là một cái người trẻ ngồi đó, thì cái chiếc gối đó nó đánh dấu một cái vị trí, cái tính năng đó nó cũng không thua một cái chiếc ghế. Người ta hay đề cập đến một số những cái kỹ thuật khi nói về chiếc ghế và các cái liệu pháp tâm lý đó, thì người ta không quên một cái loại liệu pháp tâm lý có tên gọi là liệu pháp Gestalt. Ở đây cái chữ nó hơi ngược. Khi tôi quay lại trên màn hình thì các bạn sẽ thấy nó hơi ngược nha. Tức là empty chair technique, tức là kỹ thuật chiếc ghế trống nha. Nhà tâm lý trị liệu, tức là cái người đàn ông đó ở trong hình đó, là nhà tâm lý trị liệu theo trường phái Gestalt nha. Và một lúc nào khác chúng ta sẽ quay lại với cái loại liệu pháp này khi cần thiết nha. Thì trong loại liệu pháp Gestalt này, người ta khuyến khích một thần chủ, ở đây trong hình là cái cô gái là thần chủ, hãy tưởng tượng khi nhìn lên chiếc ghế trống để trước mặt của cô á, giống như thể là đang có một cái nhân vật quan trọng ở trong đời của cô mà cô muốn nói chuyện. Đây là kỹ thuật, nó không phải là vấn đề huấn luyện kỹ năng hoặc là sắm vai đâu. Đây là kỹ thuật muốn làm cho thân chủ lưu ý rằng, thay vì thân chủ kể về một cái người nào đó cho nhà trị liệu, ví dụ như là khi cô gái muốn nói với nhà trị liệu về người mẹ chẳng hạn, nhà tâm lý trị liệu đề nghị cô gái hãy tưởng tượng là người mẹ đó đang ngồi ở trên cái chiếc ghế trống, và cô gái có cái ý tưởng gì muốn nói với mẹ thì thực hiện cái việc làm đó, tức là nói với chiếc ghế trống như thể có người mẹ ngồi ở đó. Cái cách làm này đó, nó làm cho thân chủ thay vì nói về người mẹ như một ngôi thứ ba, thì cô gái sẽ nói với người mẹ như là ngôi thứ hai. Trong hai cái kiểu nói đó đó, thì cái kiểu nói với người mẹ như ngôi thứ hai, nó thiết lập được cái mối quan hệ I though relationship, tức là cô gái và người mẹ như là những mối quan hệ giữa các chủ thể. Lúc bây giờ các cái trải nghiệm và xúc cảm nó xuất hiện khi cô gái trình bày bằng lời nói ở trong cái kỹ thuật chiếc ghế trống. Còn nếu cô gái nói chuyện với nhà trị liệu về người mẹ, thì giữa cô gái và người mẹ có cái kiểu quan hệ theo kiểu I it relationship, tức là kiểu quan hệ tôi và nó, tôi và cái gì đó ngôi thứ ba. Thì kiểu quan hệ đó xem người mẹ như là một khách thể, nó không chạm tới những cái trải nghiệm xúc cảm của cô gái khi cô gái nói. Kỹ thuật này nhằm giúp cho thân chủ nhìn ra được những cái trải nghiệm cảm xúc của mình, đôi phần giúp giải tỏa cảm xúc theo một cái hiệu ứng mà chúng ta đã từng có cái xương kỳ nói về catharsis. Thì trong cái kỹ thuật này nó rất là đặc trưng của loại liệu pháp Gestalt. Một biến thể của kỹ thuật này đó là nhà trị liệu lại khuyến cáo cô gái hãy đổi chiếc ghế. Lúc này cô gái lại đi sang cái chiếc ghế trống ban đầu là cái ghế của mẹ. Rồi trong cái vị trí mới đó, cô gái hãy là người mẹ để có thể phát biểu điều gì đó, nói với đứa con, mà đứa con là chính bản thân mình. Thì đó là kỹ thuật two chair technique, tức là kỹ thuật hai chiếc ghế, một biến thể của kỹ thuật chiếc ghế trống ban đầu. Thì nói đến ở đây thì ta thấy là chiếc ghế nó không đơn giản là chiếc ghế. Chiếc ghế nó có thể được sử dụng như là một loại công cụ, mà nó có thể biến thể để trở thành một cái hoạt động có tính trải nghiệm.
Khi chúng tôi làm liệu pháp gia đình, chúng tôi cũng được khuyến cáo, trong lúc huấn luyện chúng tôi cũng được khuyến cáo là nếu chúng ta làm việc với một cái gia đình mà khi đó có những cái thành viên không có đến, có những cái thành viên đến thì người ta ngồi trên những chiếc ghế, có một hoặc là một vài thành viên nào đó không đến thì người ta khuyến cáo là cũng nên trong cái buổi làm việc hôm đó có để những cái chiếc ghế trống, không phải để làm kỹ thuật chiếc ghế trống giống như liệu pháp Gestalt, nhưng mà làm cho những cái người đến tham dự đó người ta luôn nhớ rằng cái câu chuyện mà người ta đang làm việc với nhau ở đây nè luôn luôn có cái liên quan đến một ai đó đang ở nhà, và nếu người đó đến đây thì vẫn có cái chiếc ghế dành cho người đó. Sự vắng mặt của một thành viên trong gia đình vẫn không làm cho người đó trở nên vắng mặt trong cái câu chuyện đang đối thoại. Những người mà không đến dự trong cái phiên làm việc về liệu pháp gia đình được xem như là đang hiện diện theo một cách khác, chứ nó không được xem là vắng mặt. Thì những cái chiếc ghế trống theo kiểu như vậy nó làm cho cái câu chuyện nó vẫn được tập trung và nó vẫn có sự hiện diện của những người vắng mặt. Đó là một cái kỹ thuật làm việc về những cái người vắng mặt. Thì khi nào mà có điều kiện thì mình sẽ trở lại với những cái loại hình làm việc như vậy. Chúng ta cũng trở lại với một số những cái điều mà trong cái đời sống thông thường ở một vài cái vùng địa phương ở trong đất nước Việt Nam này, người ta vẫn thường hay để những cái chiếc ghế trống ngay cả khi cái người đó đi xa. Tôi lấy ví dụ là trong một gia đình ấy, có một cái dịp nọ thì cái ghế mà cái ông bố hay ngồi ấy, thì vẫn để trống như thế ở trong suốt cái tuần lễ ông đi công tác xa. Những đứa con nó không có ngồi trên cái ghế đó và nó vẫn nhớ là ba nó đang vắng mặt. Rồi một ngày của đầu tuần sau ông sẽ trở về và ông ngồi ở cái ghế đó. Rồi cũng có những cái địa phương người ta vẫn để một chiếc ghế trống ở cái vị trí thường ngồi trong bàn ăn của một người mà người đó mới vừa qua đời, ở trên cái chiếc ghế trống đó trước mặt ở trên bàn người ta vẫn có thể để một cái bát cơm, rót một cái ly rượu như thể là đang mời người đó ngồi lại. Thì trong một số các cái hoàn cảnh, một số những cái phong tục tập quán của những cái địa phương, người ta vẫn thường hay có cái nghi thức theo kiểu như vậy. Và các bạn cũng sẽ thấy là nếu mà trong thường ngày chúng ta vẫn thường có những cái sinh hoạt ở trong gia đình, trong cơ quan, thì những cái vị trí ngồi của ai đó luôn luôn nó cũng gợi nhớ về những con người, chứ nó không đơn giản đó là chỉ là những chiếc ghế. Thì ngay cả những cái sinh hoạt tập quán như vậy nó cũng gợi cho chúng ta thấy là chiếc ghế nó có những cái chức năng theo kiểu nghi thức. Chúng ta cũng phải chú ý đến cái điều này mỗi khi chúng ta làm liệu pháp gia đình hoặc là làm liệu pháp cá nhân với một ai đó. Mà nếu chúng ta sử dụng đến những cái chiếc ghế trống thì nó gây nên những cái hiệu ứng rất là đặc biệt. Đặc biệt là nếu như giả sử tôi vẫn thường hay làm một cái can thiệp theo kiểu như thế này. Giả sử như là làm việc với một cái gia đình trong đó có người mẹ với lại các cái đứa con mà không có ông bố ở đó vì nhiều lý do khác nhau. Trong một số tình huống có thể đó là một ông bố đã ly hôn với bà mẹ. Trong một số tình huống ông bố đó là một cái người không có chịu đến cái phòng tâm lý trị liệu. Thế nhưng một cái giai đoạn đối thoại nào đó trong cái phiên trị liệu, nếu bà mẹ và những đứa con đang nói chuyện về ông bố thì có thể tôi đề nghị tôi mang đến một chiếc ghế trống và thử hỏi các đứa con, hoặc là tôi hỏi cái đứa con nhỏ nhất ấy, là nếu mà có bố ngồi ở đây đó thì theo em hoặc là theo con thì cái ghế này nên để ở đâu. Và thường thì cái những đứa con nói chung hoặc là cái đứa con nhỏ nhất ấy, nó hay làm một cái động thái ấy, là nó để một cái ghế, cái ghế trống mà tôi đưa cho nó để mà nó đặt vào cái vị trí chung ở trong cái gia đình. Nếu chiếc ghế đó nó được đặt ra phía bên ngoài, không liên quan đến cái hình cung của mấy mẹ con đang ngồi, thì nó cho ta một cái ý niệm khác. Nếu nó để chiếc ghế đó ở bên cạnh mẹ của nó thì nó theo ý nghĩa khác. Nó để bố nó ở gần những đứa con, xa mẹ một chút, nó có thể có ý nghĩa khác.
và sau đó ta có thể mời mọi người, từng thành viên trong gia đình hãy phát biểu về cái cách để cái chiếc ghế đó và xem coi sau đó có ai muốn thay đổi cái vị trí đó hay không. Thì đó là một trong những cái cách thức làm một cái hoạt động trải nghiệm đơn giản thôi mà có sử dụng cái chiếc ghế, ở đây là chiếc ghế trống, như là sự hình dung về vị trí của một con người đối với những cái thành viên đang hiện diện ở đây. Thế thì đó là một trong những cái hoạt động mà nó thay cho hàng ngàn lời nói. Thì vì các bạn nếu nhớ thì tôi đã từng có một cái chương kỳ nói về những cái hoạt động mang tính trải nghiệm nha. Thì cái hoạt động mà với chiếc ghế trống, dù theo liệu pháp Gestalt hay là cái kỹ thuật chiếc ghế trống ở trong cái liệu pháp gia đình ấy, thì luôn luôn nó là một cái hoạt động mà mang lại, nó có tính trải nghiệm, tức là nó mang lại những cái hiệu ứng ở trên tâm trí mà nó không nhất thiết phải sử dụng những ngôn ngữ lời lẽ để mà diễn thuyết, để mà giải thích, để mà lý lẽ. Đó là những cái gì mà tôi muốn nói về cái chiếc ghế. Còn những ai mà trong cái bối cảnh làm việc đa dạng hơn về mặt thân chủ nha, làm việc với vị thành niên, làm việc với trẻ em, làm việc trong những cái nhóm mà đang có những cái hoạt động, thì chiếc ghế đó nó không hẳn là một cái vật nó quá quan trọng. Đôi khi người ta đang ngồi ở trên những cái vị trí khác nhau của cái sàn nhà, hoặc là những cái vật không phải là chiếc ghế, ví dụ như là những chiếc gối chẳng hạn. Thì đó, chúng ta vẫn hình dung đó, khi đó mặc dù không có cái chiếc ghế, nhưng cái tính năng tượng trưng cho vị trí của một con người đó nó vẫn có nha. Như vậy thì trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, khi mà mình nói về những chiếc ghế, thay vì mình chỉ máy móc mình coi coi cái ghế nó như thế nào, nó có tốt hay không, tôi lâu mình khoe trên hình coi mấy cái ghế của mình có nó như thế này thế kia, thế thì ta nhớ đến cái tính năng mà những chiếc ghế nó mang lại. Nó không đơn giản chỉ là sự thoải mái tiện nghi mang lại về mặt hình thức, hoặc là cái sự thoải mái về mặt thể chất, mà nó còn đặc trưng cho một số những cái chức năng khác mà chiếc ghế nó mang lại. Đó là biểu thị cho vị trí của một con người, biểu thị cho một cái con người, hoặc là đôi khi nó là một cái biểu tượng, nó rất là quan trọng để người ta có thể tưởng nhớ đến ai đó, xem xét đến một cái mối quan hệ nào đó, hoặc đôi khi nhìn lại cái vị trí của bản thân mình khi so với những người khác quan trọng trong đời sống của mình. Chiếc ghế dành cho nhà trị liệu cũng rất quan trọng. Đó là một cái thứ vị trí mà nhà trị liệu nên nhớ rằng khi mình ngồi ở trên đó đó, thì nó cũng hiện thân cho cái vị thế làm việc của mình. Cái chiếc ghế của nhà trị liệu luôn luôn để một vị trí cố định trong suốt cái phiên làm việc mà nó có tính nghi thức. Còn trong những cái hoạt động chơi với trẻ nhỏ hoặc là những cái hoạt động sáng tạo, thì vị trí của nhà tâm lý trị liệu có thể dịch chuyển đi tới đi lui, hoặc là trên các cái vị trí ngồi khác nhau trong suốt cái phiên trị liệu. Tuy nhiên, dù cho chiếc ghế nó được đặt ở vị trí cố định, hay là chiếc ghế đó, hay là các vị trí ngồi của nhà trị liệu nó có di chuyển theo thời gian trong phiên trị liệu, thì luôn luôn nhà tâm lý trị liệu có những sự linh hoạt về mặt tâm thế. Lúc thì ở bên trong cái tiến trình đối thoại, lúc thì hơi rời ra bên ngoài để có cái con mắt trên trần nhà như ta nói hôm trước, nhìn lại cái tiến trình vừa mới xảy ra. Như vậy, vị thế của nhà trị liệu nó không nhất thiết nó cố định hoặc di động theo kiểu của chiếc ghế, mà cho dù ngồi yên một chỗ hay là di chuyển trong cái phiên trị liệu, thì tâm thế của nhà trị liệu, một cái thứ ghế ngồi không được nhìn thấy bằng mắt trần nha, tức là tâm thế của nhà tâm lý trị liệu phải có lúc bên trong, có lúc ra ngoài, có lúc là người dự phòng, có lúc làm chức năng quan sát, và quan sát cả cái thành phần có mình trong đó, trong cái tiến trình làm việc. Nhân cái buổi nói chuyện về những chiếc ghế, và tôi cũng giúp các bạn ôn lại một số điều. Hôm nay giữa trưa, các bạn có thể là đang ngủ trưa chẳng hạn, nhưng mà hoàn toàn có thể xem lại cái video clip này. Tôi xin ngừng lại ở đây trong cái chủ đề nói về những chiếc ghế. Thứ sáu chúng ta sẽ trở lại với một số những cái chủ đề mà càng ngày càng có tính thiết thực hơn, cụ thể hơn,
và đôi khi nó sẽ hơi linh tinh. Tôi đang có một cái ý định nói về phương Đông và phương Tây, nó hơi mơ hồ bàng bạc, và nếu mà có thể chuẩn bị kịp thứ sáu này tôi sẽ trở lại với chủ đề đó, nhắc lại chủ đề phương Đông và phương Tây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc các bạn ngủ ngon và làm việc tốt trong ngày hôm nay.